trước mình nấu nhiều á, thành ra phèo là phải luộc chiên với loại này. Dạ. Ít quá có phèo á thì ra luộc chung. Dạ. Yeah. Rất nhiều phải luộc hai nồi. Ồ. Chứ còn hồi là lúc trước là nó cái đầy cái nồi này là. À. Cái nồi này tràn luôn á. Dạ. Bè lên nữa. Đủ lòng cho nè. À, cái đó là quyết lòng hả chú? Dạ. Quyết lòng này là mình có lượt gỗ lại rồi. Dạ. Rồi bắt đầu khi nó sôi lên là mình hết bọt. Dạ. Ồ. Còn quyết á là mình phải mua quyết là nước đâm họng á, đâm họng ra là nó tại chỗ luôn. À, ở lò nó giao cho mình là quyết nóng luôn ha, quyết mới luôn. Dạ. Quyết trong con heo nó ra đó nghe. Dạ. Quyết trong con heo mà khi mà nó xẻ bụng ra đó là lúc mà bắt đầu nó mần mới đâm họng đó. Dạ. Là nó hứng ra bắt đầu nó quậy trực tiếp luôn. Dạ. Vậy đó chứ không có cái vụ mà mua ở trên xe Bình Dương nó xuống đó, quyết nó ăn không có được. Dạ. Nó cứng và nó hôi tanh lắm. Còn mấy cái dạng mà như bán dọc đường này kia đó là xe Bình Dương nó xuống nó đổ xuống không à. Có hồn gì à? Ừ. Đang ăn để chơi. Dạ. Chứ còn chụm của kia thì nó ấy dữ lắm. Nó không có nóng, nó không có sôi mạnh. Dạ. Rồi để lại cây này nó còn trên này. Muốn sôi là sôi, muốn không là không, nó dễ. Dạ. Cái miệng lò nằm bên đây ha, nãy giờ con tưởng là nằm bên bển không à? Bởi vì bên bển là bả đứng múc. À, nếu mà nằm bển nó nóng sao chịu nổi. Dạ. Dạ. Thành ra phải xây này luôn chụp. Dạ. Đó là khi đụng lửa vô là phải nhớ. Dạ. Chờ nha. Chứ không phải là nó dính đít để có quyết á. Dạ. Ở đây thì em thấy tới 3 nồi lận cô chú anh chị. Một nồi cháo, cái nồi bên kia chắc cái nồi bánh súp xương của hủ tiếu hả chú? Dạ. Dạ. Lúc trước là chú nói là luộc cái nồi này mới đủ ha. Luộc rồi cái phần phèo á. À, cái phần phèo không hả? Ừ, bây giờ nó ít lại rồi nha. Mình để nó mình ngâm nó không có luộc nữa. À. Còn, còn ví dụ như đồ cậu vớt ra phải không? Là cậu phải ngâm liền nó mới trắng. Phèo cũng vậy, mời gan cũng vậy. À, đồ lòng của heo là phải ngâm liền hả chú? Ờ, à, chứ không rồi nó đen rồi nè. Mấy cái mà nó lú thì mặt nước này thì cậu thấy không? Nó bị nó nằm lú lên gì nó đen nè. À. Đó. Bây giờ nó đen. Còn mấy cái mà nằm ở lúc dưới là nó trắng nè. Ồ. Bởi vì là... thường thường cậu nhìn thấy mấy cái tủ nó đen phù lùi đó thì nó không có ngâm nước. Dạ. Thấy nè. Đây chú với cô bán lâu năm rồi, rất là kinh nghiệm luôn cô chú anh chị bà. Ừ. À, đưa qua bên đây, đầy một cùng bê luôn nha. Có lưỡi với trái thận nè. Răng trắng với nụt lưng. Dạ. Giờ mình vớt nha. Rồi bắt đầu vớt ra đưa lên thớt sắc là gai ha. Dạ, vớt ra đưa ra nhập. Dạ. Nè, lá miếng gần trắng. Dạ. Còn cái này là gan của con heo. Dạ. Ồ, quá to luôn. Ừ, cái này là phèo. Ờ. À, đó là phèo non hả chú? Phèo này là phèo thường. Phèo thường hả? Dạ. Còn phèo non thì nó mắc tiền nữa. Dạ. Phèo thường là mình phải vuốt, còn phèo non mình khỏi vuốt. Dạ. Phèo non là người ta rất là thích cái phấn ở phía trong á. À. Dạ, nó béo. Cái bột đó. Dạ. Nè, cái cuốn họng của nó nè. Gọc ra vậy đó. Dạ. Gọc banh bung ra chân ha. Ừ. Dạ. Gọc cái đường cuốn họng, gọc cái đường phổi. Cái đường phổi đó bên đây. Chú làm rất là kỹ luôn cô chú anh chị. Chứ thường thường mà để nguyên cái cuốn họng mà vũ vô đó. Yeah. Là cái phần cám ấy nè, kia thức ăn rồi nó dính ở trong này nè. Yeah. Trong cái phần đường ống của ống thở. Yeah. Cái này là gan trắng với nụt lưng. Yeah. Tại vì khách người ta thích cái nào thì mình dặn cái đó. Yeah.
Mến chào cô chú anh chị các bạn nha. Rất vui khi được gặp lại cô chú anh chị các bạn trong một video clip tiếp theo của em. Sáng hôm nay thì em đang có mặt tại quán cháo lòng của cô Liễu ở thị trấn An Châu, huyện Châu Thành của tỉnh An Giang đó cô chú anh chị. Quán cháo lòng Liễu này thì là một trong những quán cháo lòng mà phải nói cũng khá là lâu năm ở Châu Thành đó cô chú anh chị các bạn. Hồi nãy cô chú nói đây mình bán đây là bao lâu rồi ha? À, bán từ năm 2000 đến nay đó cô chú anh chị. Ở đây thì ngoài cháo lòng ra, cô Liễu có bán hủ tiếu, bánh canh, điểm tâm sáng luôn đó cô chú anh chị các bạn. Giờ này thì 5 giờ mấy sáng thôi. Ở đây cô Liễu với chú cũng đang chuẩn bị cho một buổi bán nè. À, phía trong nè ha. Là yếu khách cho nên mình nấu hơi trễ rồi. Chứ ví dụ như mà lúc trước quay tranh thủ rồi cái giờ này nó kéo vô vậy vậy. Ở đây có cô với chú bán không hả? Có muốn ai phụ có. Không? Lúc trước thì có hai đứa con gái nữa. Dạ. Một đứa thì có chồng bông sen, một đứa thì có chồng ở Lò Gạch Nam Hương. Dạ. Mà cái đứa Lò Gạch Nam Hương thì nó trực chiến ở đây nó tiếc. Dạ. Còn nhỏ bông sen thì nó mới sanh. Sanh đứa cao chuẩn mấy tháng nè. Dạ. Cái huyết Bình Dương là nó không có đỏ như cái huyết này, nó đen hồi lùi. Dạ vậy hả? Ừ, mà cái cục của nó cứng lắm. Cậu cầm vậy hả, cậu buông ra nó không. Nó tan dần à, cậu buông ra nó không bể nữa. Dạ. Còn cái này nó mèo mèo à. Dạ. Huyết mới đâm nó mèo mèo. Cái này là huyết huyết đâm hồng heo. Dạ. Đâm từ lò giao thẳng cho mình luôn hả chú? Ừ, nó giao luôn. Dạ. Ngày mình trung bình bán khoảng mấy ký huyết gì lần ha? Mấy ký thôi. Khoảng bao nhiêu? À, khoảng mười mấy ký thôi chú anh chị. Còn khi mình đổ huyết vô là phải hạ lửa. Dạ. Yeah. Nếu cái dàn lửa của cậu đun lên cái là huyết nó bể hết, là huyết nó mềm á. Dạ. Trong nền á, giấc sáng á, khách nó tuôn vô rồi một cái mình quên cái người vô trước mà mình không đưa, chứ mình đưa cái người vô sau, cái người vô trước người ta dặn. Dạ, yeah. Đông quá đông ha. Đông quá mình không để ý được. Dạ. Yeah. Để quên, vợ tôi quýnh hết trơn, múc đưa xuống. Tôi đi vô trước nó dặn ông đưa, ông nó mới vô đưa. Ừ, dặn đứng vậy đi. Có người đang giận. Dạ. Yeah. Nói chung là buôn bán đồ ăn, nhất là đồ ăn, nếu mà khách vô đông quá mình đâu làm có kẹp đâu, mình đâu có nhớ ai vô trước vô sau đâu. Làm không kẹp. Quá trời đông rồi, thành ra là nhiều khi nó cũng có cái sơ sót. Dạ. Nhiều người tánh nóng á, ta đợi không được á, người ta dặn ta bỏ đi. Ta gấp công chuyện. Bắt đầu khi nó sôi đặt lại là mình hết mấy cái bọt huyết đặt rồi bỏ. Dạ. Thì mình bán khách vô đó là cháo thôi, vừa sôi vừa múc, vừa sôi vừa múc nha. Là ăn nó mới chất lượng. Chứ còn nếu mà nó nguội lại thì ăn không ngon. Dạ. Lúc trước còn có chia sẻ những cái quán cháo lòng ở dưới Long Xuyên đó. Dạ. Có một bạn kia vô bình luận nói bữa nào anh có rảnh thì anh lên chia sẻ quán cháo lòng của cô Liễu ở thị trấn An Châu Châu Thành. Dạ. Cô Liễu bán ở đây cũng khá là lâu năm rồi. Mười mấy hai chục năm. À. Nó bây giờ là ông chú ông hớt bọt ra nè cô chú anh chị. Dạ, hớt bọt ra. Ồ. Còn khi mình bán ơi để đi tao ra lấy, để xuống nó đi chặt tay rồi. Khi mình bán sao chú? À. Chú nói khi mình bán sao? Hồi lúc trước kia mình bán đông đó. Dạ. Còn cái số lượng luộc một cái là nó đặt cái nồi thịt luôn. Dạ. Thành ra mình mới chia ra phèo á, phèo mười mấy 20 ký nè. Dạ. Phèo mình phải luộc riêng. Dạ. Luộc riêng là mình bỏ cái nước phèo đó một bên. Dạ. Mình không có lấy cái nước đầu tiên. Dạ. Là cái nồi cháo nó rất thơm. Dạ. Vì cháo lòng nó ăn thôi là ba cái phèo. Dạ. Trước khi ấy là mình đã vuốt chặt hết rồi, mà hiện tại mình làm cái đó cái nữa cho nó chặt ăn. Dạ. Vậy đó. Luộc bỏ không lớn.
Ồ. Mình sẽ lấy cái gỗ đó mình hớt hả chú? Dạ, cái này nó dày, mình hớt ra cái bọt ấy là bọt nhuyễn nè. Dạ. Trước bán ba cái cuốn hồng heo được nhiều lắm. Dạ. Mà tôi thấy không ai bán con cua cho cuốn hồng nó cứ rửa nó vũ vũ nó để vô không à. Dạ. Bệt xuống vậy luôn. Còn cua không có, tôi phải gọc hai đường, một đường ống thổi với một đường cái cuốn hồng cứng mà để nuốt đồ rồi đó. Dạ. Gọc ra mình chà phèn cho thiệt sạch. Thành ra rửa là phải rửa muối cục. Dạ. Cứ xả ra rồi cái cuốn hồng không vứt luôn, không có mùi. Khi chú rửa đang rửa đó là dưới muối cục lấy cuốn hồng lên là chú vuốt mấy cái chỗ chùm mỡ đó. Dạ. Lông nó dính gì lắm à, mình phải cẩn thận chỗ đó. Mà khi cậu ăn cậu thấy cọng lông là cậu quải không? Dạ. Thì ăn thấy cọng lông là hơi giỏi vậy ha. Bởi vì thường là nó dính nó xung quanh nó mỡ không à. Dạ. Cái răng trắng ngược lưng rồi này kia đó. Dạ. Là lông mà nó dính xung quanh mỡ không à. Nắm vụt vụt ra bắt đầu cậu nhìn cái thao nước rồi nhóc. Yeah. Cậu rửa bình thường cậu vũ không bao giờ nó ra. Yeah. Là mình làm phải kỹ cái khâu đó hả chú? Rửa từ cục đó. Yeah. Mà phải nhanh tay vì số lượng nhiều mà. Yeah. Cái này đỡ cái hồi lúc trước bán cực dữ lắm. Yeah. Tranh thủ sớm nữa. Bán ở đây chắc nhà mình cũng gần đây hả chú? Ở khu dân cư nè cậu. À. Ngang cổng huyện. Dạ. Bây giờ khi là 2 giờ chuẩn bị ngoài này tôi nấu sẵn. Dạ. Yeah. Rồi 5 giờ bà xã ra ghé mua đồ nem máy ghé nem nếm ra mà. Yeah. Là chú phải thức 2 giờ sáng hả? Ờ 2 giờ khuya. Dạ. Yeah. Dọn sẵn canh nớ rồi sắp ra sẵn hết rồi bà trà rồi chuẩn bị nấu sẵn. Người nó ra tới là bắt đầu chỉ nem nếm rồi. Dạ. Yeah. Đây cô Liễu đang lấy chỉ của ốc heo nè cô chú anh chị. Ốc heo lột ra. Dạ. Yeah. Lột bỏ mấy cái chỉ đó ha. Dạ. Yeah. Để mà ăn nó tanh á. Ở đây chắc mình có ốc tỉ đồ đầy đủ luôn quá. Có. Dạ. Chứ chưa ấy tỉ gì nào luôn. Đồ lòng của mình cơ bản là một ngày khoảng mấy ký lần hai chút. Mỗi lần thì bán mấy chục ký hả? Dạ. 15 ký. Dạ. Bây giờ nó giảm nó còn mười mấy nè. Dạ. Dạo này là mình ít lại rồi ha. Ít lại. Ở đây cô chú chắc bán buổi sáng là nhiều quá. Nhiều lắm. Còn cái tết này người ta đi làm bên hộp tết thì ở Bình Dương về nó tắt vô đây không à. Dạ. Vì năm nào nó về nó ăn ra cũng quen đó. Dạ. Dạ là có lò bánh mì, giao bánh mì tới luôn nha cô chú anh chị. Ở đây mình cháo lòng với bánh mì với có giờ cháo quẩy không chú? Ở chợ mình không có. À, là mình không có bán giờ cháo quẩy ha. Chiêu nâu nếu có mình cũng lấy người ta hỏi hoài à. Dạ. Bởi vì cái người chiên người ta làm cũng không kịp á. Dạ. Ta làm nhiều bánh. Ở đây là bún với lại bánh dạ. Mì là nhiều ha. Dạ, cái này bún nhiều. Nhưng cái cháo quẩy đó là ở Long Xuyên ăn nhiều. Dạ. Cái đó là cũng theo tùy theo chỗ, tùy theo nơi. Cái này là tỉ. Dạ. Tỉ nó rửa phải rửa muối cục rồi phải xả cho giữ mới được. Còn nếu mình xả yếu là nó ăn nó tanh lắm. Phải cậu quay này mà lúc hôm đó chắc tôi cũng không có trả lời cậu được nữa. Dạ. Nhỏ ra trụng bắt đầu có nhiều khi khách là kêu ốc tỉ. Dạ. Thì mình mốt một bộ ốc với tỉ. Mình thấy chắc là cháo lòng là mình bán mạnh hơn hủ tiếu với lại bánh canh đâu quá ha chứ. Dạ, mạnh hơn. Dạ. Cái nồi cháo lòng quá khủng luôn. Dạ. Cái nồi súp xương thì hơi nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Dạ. Đấy. Bởi vì nhiều khi ta đi chung 2-3 người. Dạ. Có người ta đòi ăn hủ tiếu, có người ăn mì này kia. Dạ. Mình cũng phải có. Giờ nó ngậm nãy giờ đó là biết nó cứng rồi. Bắt đầu mình để củi vô.
không biết trồng củi mua củi thước giống bự bự nè, 2.000 thước, 2.000 thước nó ra ba cái thang nó nóng dữ lắm, nó thật ra nóng mà cái độ thôi thật nó không có hiệu quả. Mình người ta kêu tôi mua lò điện, nếu mà nấu lò điện thì kể như khách không ăn luôn, nó đâu có sôi nữa. Vậy hả? À. Ủa lò điện không sôi hả chú? Không sôi nổi. Một khi ấy là bởi vì nước mà nước có 4-5 thùng bê là mà nó đun thiệt sôi lên thì cậu mới đổ thịt vô được, đổ vô làm sao thịt nó săn liền á, đó nó mới ấy đâu. Là đổ cái đầu lòng của heo đó ha. Ừ. Còn nếu mà cậu đổ vô nước chưa sôi mà cậu đổ vô cái đầu nó ngâm rồi, nó có bã, ra cả gì đó. Cũng như ra ông ấy, còn nó săn lại có hồi bọt nó lên cái về đen, cậu vớt cái sạch bông. Cái gì đó nhớ lên sợ nó dính quýt á. Dạ. Đúng rồi, chú gần làm dữ đó. Bán kinh nghiệm lâu năm chắc mình sơ, mình biết cái nào là quyết lòng, cái nào là quyết kia hả chú? Dạ, nó quyết kia nó bắt đầu nổi lên nè, quyết ở. Quyết lòng thì nằm phía dưới ha. Quyết lòng nằm phía dưới. Dạ. Nè nó nặng nó chìm ở dưới nè. Dạ. Hàng này quyết lòng. Dạ. Có người ta thích ăn quyết lòng, có người ta thích ăn quyết cổ. Dạ. Quyết lòng nó cứng hơn. Hai cái loại quyết đó nó có khác biệt gì với nhau không chú? Cái này nó nằm ở trong cái bụng con heo. Dạ. Còn cái quyết kia là cuốn họng đâm ra. À. Vậy đó. Khi mà mổ ra đặng nó lấy bộ lòng heo đó. Dạ. Là nó nằm ở trong cái bộ đồ lòng con heo đó. Trong chỗ trái tim nè. À. Là cái đó là quyết lòng. Ừ. Gan ấy, gan tim rồi đó là nó, quyết lòng nó nằm ở trong đó. Dạ. Mỗi con heo hốt chừng vài chén rồi chứ không có nhiều. Ồ. Mà nhờ cái nó mần nhiều con á. Ồ, oh, khi mà mình để hành với lại hành phi vô rồi. Hành sấy với hành phi nè. Dạ. Là mình bào ở nhà. Còn của chợ nó bán nhuyễn nhừ để cho nó có mùi vị. Nó bây giờ bây giờ cái nồi cháo phải nói khi, là khi quyết nó nổi lên rồi đó, mình đừng có cho lửa nó mạnh nữa. Nó mạnh nó quyết nó bể ra. Bây giờ mình mới ra thí dụ cái mình hạ xuống liền. Ở đây thì bún được vô chén sẵn vậy nè cô chú anh chị các bạn. Cái này là đi kèm với cháo hay là mình bán riêng ha chị? Để riêng hai bạn để vô. Dạ. Yeah. Cháo gì mình bán nhiều hay không? Có nghĩa là lễ Tết thì mình cũng giữ giá bình thường. Giữ giá bình thường. Vậy đó. Cho nên khách ở Bình Dương về là lúc nào nó cấp mà. Ồ, khi mà để hành với lại hành phi vô rồi, quyết nó nổi lên nhìn rất là hấp dẫn luôn nè cô chú anh chị. Đó. Khỏi lên nghi ngút ha. Còn đây là cái khung cảnh ở phía trước quán cháo lòng của cô Liễu nè cô chú anh chị các bạn. Từ Long Xuyên mình đi lên Châu Thành đó, vừa qua cầu Chắc Cà Đao thì quán cháo lòng của cô Liễu nằm ở phía bên đây nha. Quán cũng rất là dễ nhận biết luôn. Đó, thì giờ này cũng
hơn 6 giờ sáng rồi. Cái này cháo lòng hay là hủ tiếu bánh canh đồ cũng đầy đủ hết trơn à. Khách cũng vô lai gai đó cô chú anh chị. Dạ, kênh của em Long Xuyên TV. Dạ. Dạ em mới làm cũng mới đây anh ơi. Long Xuyên TV biết giờ đăng ký ủng hộ chưa? Dạ. Anh có xem YouTube nhớ ủng hộ kênh em nha. Long Xuyên TV nha. Dạ. Bị đầy đủ hết trơn rồi bây giờ hả? Hai người sắt mới kẹp hả cô chị? Dạ. Sắt lại gai lại gai. Cái chơi thằng đá đó, khi nào nó mạnh quá nó bớt lửa đâu biết làm sao. Cái này nè, cười vô thích lại. Dạ. Vậy đó, chứ coi nó tồi mạnh anh phải quyết. À, cái đó là chú muốn bớt lửa là bớt lửa đó. À, đậy nhẹ lên cái là bớt lửa đó ha. Ừ. Còn à, khi nào thấy nó hết sôi bắt đầu lấy ra. À. Làm lâu năm mà mình có kinh nghiệm hay chú? Đây để em quay sơ sơ cái không gian quán của cô Liễu cho cô chú anh chị các bạn xem nha. Đó, này cũng đồng nè. Dạ. Chú bán mà chú có kinh nghiệm chứ con nhìn vô con không biết. Đó, cái này bướu gỗ nè, nó bướu gỗ đồng đó, đồng hồng, bướu đồng ngay nằm trong tim. Dạ. Cái gạo sắp nó nở là nó bung lên vậy đó. Còn cái 504 nó không có bùng, nó chìm chứ. Đây cô chú bán tô cháo lòng 20k mà em thấy thịt cũng khá là nhiều đó cô chú anh chị ạ. Chén bún này là đi chung với cháo luôn, à. Chỉ có lấy bánh mì mới tính là 2 ngàn. Dạ. Cái này là ai ăn bún là miễn phí luôn đó ha. Ai ăn thì ta cứ ăn. Còn ổ bánh mì là bao nhiêu ha? Bánh mì là 2 ngàn. Dạ. Ổ bánh mì thêm 2 ngàn của chú anh chị. Cũng rất là bình dân ha. Bún thì có người ăn người không, người nào ăn thì miễn phí nha. Đây bà cô mới đang sắp trái thận mà. Ủa mình lấy cái phía giữa đó ra hả, bỏ hả cô? Bỏ để ăn nó hâu. Sao mà mình bỏ cái trứng giữa đó hả chú? Thì cái trứng giữa ăn nó có mùi nhầm trái nó thôi, nhầm trái không chứ không phải là mà được mình bỏ hết nên chắc ăn. Dạ. Dạ. Cũng như người ta có người bệnh hay không vậy đó. Cái thận nó dễ bị sai á. Dạ. Nên mình xẻo mẹ bỏ hết thì chắc ăn.
mình đâu biết cái trái nào cái bầu nào bệnh con không, vì cái số lượng nhiều lắm. Đó thì giờ này cũng có khách mua cháo lòng đem về lai gai đó cô chú anh chị. À, bán tại chỗ mà đem về lai gai nha. Gì thêm vậy? Cậu quay này thấy không quen đất đá kìa. Trời trời. Thật cả cái người đám cưới. Đúng không? Trang quyết thêm như vậy là 10.000 đó cô chú anh chị. Còn cái này khi mà cắt xong đó là mình phải xả cho nó chắc ăn, sợ có nhầm cái khúc đắng á. Còn cái phía bên trong hèo này gọi là hỏng sôi, có nhiều người ta đòi ăn này đó nè, nó giòn giòn, nó rất là béo luôn á. Béo. Con nghe nói là cái họng xôi này là chỉ nhức đầu có không chú? Đúng rồi. Mà nó cũng tùy theo cái họng xôi nó cứng mềm nha. Có cái nó cứng nó giòn. Có nhiều người rất thích đó. Như con cũng thích nữa đó. Chú cắt rất là nhanh chú anh chị. Bữa đầu mình để cho mình trả. Nếu màu phèo non là mình khỏi xả ha. Phèo non không xả, phèo non bị bột trắng rồi. Còn cái này nó có khúc ngà, khúc trắng. Thành ra mình phải xả hết không chắc ăn. Để đang nằm một miếng đắng ấy, người ta ngán ngực. Quậy quậy vậy là xong ha. Như vậy thì nó cũng chưa có sạch. Chưa sạch đó hả? Xả thêm vậy nữa hả? Xả thêm vậy thì nó gà thôi giờ. Nó hết luôn. Trắng tươi luôn là của chú anh chị. Trong đây còn hàng phèo nữa hả? Này tặng. Đó thì nãy giờ em cũng có giới thiệu cho cô chú anh chị các bạn quán cháo lòng của cô Liễu ở cầu Chắc Cà Rau đó. Chắn ăn trâu cho thầm đó. Đem có kêu gà một tô nè ha. Tô gì đi kèm với chén bún là có 20k thôi cô chú anh chị bằng. 20.000 thôi nha. Đổ chén bún vô. Tô cho lòng 20.000. Cũng rất là chất lượng luôn cô chú anh chị. Thịt cũng rất là nhiều nữa ha. Đây. Chế thẳng nha. Gan, phèo đồ đầy đủ, huyết cũng có luôn nha. 20k thôi, rất là bình dân luôn. Cháo lòng 20k mà thịt cũng rất là nhiều nè cô chú anh chị mà. Trên bàn thì có nước mắm, chanh ớt, đồ đầy đủ nha. Ai thích ăn cái gì đó thì cứ nêm thêm. Phèo thẳng, cổ họng, huyết đầy đủ. Mời cô chú anh chị các bạn nha. Tôi làm huyết, tôi không gan. Rất là ngon cô chú anh chị bạn ơi. Cô chú anh chị nào, các bạn nào có dịp mà lên Châu Thành đó, mình có ăn cháo lòng thì mình ghé đây mình dùng nha.
xéo lòng ở đây rất là ngon luôn cô chú anh chị. Không gan mà chữa không ạ? Xèo. Ca mà thật ở đây cô để cũng khá là nhiều luôn. Rồi video của em cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo nha. Cô chú anh chị các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh trước khi rời đi nha. Em cảm ơn rất nhiều ạ.